Tin Tổng giáo Phận Huế Ngày gặp mặt các gia đình trẻ giáo Phận Huế tại Linh Địa La Vang Ngày 28 tháng 7 vừa qua, Ban một vụ Gia đình của Giáo Phận Huế đã tổ chức ngày họp mặt các gia đình trẻ toàn giáo phận tại Linh Địa La Vang nhân năm thánh tôn vinh các thánh tự đạo Việt Nam. Chương trình ngày họp mặt được bắt đầu vào lúc 7 giờ và kết thúc lúc 16 giờ 30 ngày 28 tháng 7 năm 2018 với số lượng tham dự khoảng gần 1.400 người bao gồm cả cha mẹ và con cái đến từ nhiều giáo xứ những giáo xứ có số lượng tham dự rất đông như khe xanh thủy yên hà thanh vào lúc 9 giờ 30 các gia đình trẻ hiệp ý tham dự nghi thức tôn vinh các thánh tử đạo việt nam với phần dâng hương tôn kính xương thánh tử đạo Tất cả cùng nhau sốt sáng cất cao lời kinh các thánh tử đạo Việt Nam Sau đó là thánh lễ đồng tế do cha tổng đại diện An Tôn chủ tế Trong bài giảng thánh lễ Cha Phaolô Nguyễn Luận đã chia sẻ với các gia đình trẻ và mọi người tham dự Về những giá trị của hôn nhân công giáo Sự liên kết bền chặt không thể phân ly của bí tích hôn phối Hay những hy sinh để có thể vượt qua những khó khăn trong đời sống hôn nhân trong việc giáo dục con cái và giữ vững tình cảm vợ chồng, tình cảm giữa cha mẹ và con cái hay các mối tương quan với mọi người. Sau thánh lễ, các gia đình trẻ cùng quây quần bên nhau trong giờ cơm trưa thân tình. Qua dịp này, nhiều cha mẹ cũng đưa con cái đến nhiều nơi trong khuôn viên linh địa la vang như Linh Đài Đức Mẹ, giếng Nước Đức Mẹ, Tháp Cổ, Công trình Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang. Vào buổi chiều lúc 13 giờ, tất cả cùng quy tụ tại nhà nguyện La Vang để tiếp tục với phần chia sẻ của cha Đa Minh Phan Hưng, tổng thư ký hội đồng mục vụ tổng giáo phận Huế, với đề tài của năm thánh Sống nêu gương gia đình, chết vì đạo Chúa Kitô. Cuối ngày họp mặt, toàn thể mọi người cùng quy tụ về linh đài Đức Mẹ La Vang để cùng đọc kinh Mân Côi, cảm ơn Đức Mẹ đã thương ban cho ngày gặp gỡ tràn đầy niềm vui và mỗi gia đình tạ ơn đức mẹ đã ban ơn trong suốt thời gian vừa qua